em quá có làm thẩm mỹ gì không. Hôm nay em lên em nói thẳng với quý vị là em có bắn bắn đó. Thì cái tự nhiên em cười lên thấy mất cái cục đây quý vị nè. Wow. Dung thấy như thế nào? Như sáng hơn bên này hả? Bên này thì trưa mà bên này sáng nè. Nó quất, dễ sợ luôn á. Nhưng mà vẫn có cảm giác như là hết như cái phần nửa của mình nó được đẩy lên hết. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào. Còn bên này thì hiện tại mình chưa có được xử lý qua cái quy trình, cho nên mình vẫn còn thấy nó có hơi nhão. Điều trị ở chỗ Bình Thanh Mai thì em thấy là nó rất là ok. Chị Mai đã làm cho cái gương mặt của em nó gọn gàng và xinh xắn hơn để em có cơ hội phục vụ cho quý vị khán giả. Khi mới có làm nửa mặt thôi, thì mình khi mình sờ lên cái mặt của mình á, là mình thấy như là sờ mặt của một người khác, tức là nó xanh, nó chắc, nó như là thanh niên nữa. Mình mới điều trị có nửa bên mặt thì cho thấy là rõ ràng là hai bên nó khác nhau. Bên đây cho thấy nó nồng hơn, nó xanh hơn. Thôi. Cái lúc em làm em cũng thấy nó khác rồi. Bởi vì cái lúc em nằm á thì cái hướng nhìn của em bên này nó cao hơn. Cái khóe mắt bên này như là nó không bị trùng xuống á. Cái căng hả? Chị bên này bớt nha, bên này thì còn. Wow, nó lên rồi nè Mai. Dạ. Thấy con mắt bên này của chị là nó lên hẳn. Căng em ha. Mấy nó líp lên ha. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Dạ có trà rồi. Dạ. Nói chung là da của anh Đức mà sẹo lỗ mà thì hết là chắc chắn là phải nể. Thanh Mai. Cảm thấy là da của em hôm nay nó mướt và nó ẩm mướt và nó cải thiện rất được rất là nhiều. Cái này chắc là nhờ qua bên này thường xuyên da nó đẹp lên. Đúng rồi, dễ như chị đồng màu hơn. Với thứ hai nữa là nhất là mừng là cái chạy mà khi máu mặt của em có bớt cải thiện rất là nhiều. Rõ ràng khi mà mình cầm cái gương mình cũng có một cái sự bất ngờ đó. Đó, tự nhiên cái mặt bên phải mình nó có cảm giác là nó hot hơn, nó săn hơn á, nó săn, nó rút lên. Người nhìn ngắm sao nói ôi sao đẹp quá, mình giới thiệu lại Bibi Thanh Mai. Thấy Việt Hương, Việt Hương làm xong rồi khi thấy mặt cô đẹp quá, thế rồi thì cô nói là nhất định là phải gặp Bibi Thanh Mai. Dạ. Đó, em thấy dạ. Mới mà nghĩ là mới đó. Dài. Cô gái cho nó nói là mẹ mới đi làm thì hai xong rồi thấy cái mặt nó sáng. Thế ở đúng rồi mẹ đi làm laser và nghe nó rất là sáng lắm. Tự nhiên em cảm thấy rất thích. Wow. Ngon hẳn chị ạ. Thấy rõ ràng là nó săn chắc hơn rất là nhiều. Dạ đúng rồi, em thấy rất là thích. Đó như cái bọc mắt đó chị thấy. Đây là cái phần mí mắt dưới đây nè. Khác hẳn luôn. Thấy rõ nhất là hai cái rãnh. Dạ. Hai cái rãnh ở hai bên má. Dạ. Cái rãnh bên làm rồi á, nó nông hơn hẳn. Mình thấy là cái trước nhất là mình thấy nó căng cái cơ mình hơn á. Căng cái cơ hơn. Bên này thì nó hơi mềm nè. Bên này thì mình có cảm giác là nó săn chắc hơn. Bên này nó săn hơn nè. Mấy người bạn làm nè, Phương Thủy làm nè, Thoại Mỹ làm nè, Phương Loan làm nè. Để cho bọn anh Vũ Diệu Linh rồi lại làm nha. Dạ. Từ BB Thanh Mai thì Vũ thấy có cảm giác là giống như mình gặp được phép màu vậy. Bác sĩ thấy ok đấy. Cung mày là nâng hẳn lên đấy. Dạ. Người chồng lý tưởng như Thúy Tài là lúc nào cũng muốn vợ mình làm đẹp. Và đẹp như ảnh. Ảnh nói lý do là ảnh được chị thẩm mỹ viện BB Thanh Mai take care cho ảnh. Dạ. Thành ra lần này về nước là bắt ảnh dắt đi liền.